Hello, xin chào tất cả các bạn. Thổi kèn blow job là một thuật ngữ mà không phải xa lạ với tất cả các chị em hiện nay. Nhưng mà có rất nhiều người có nhắn tin hỏi tôi rằng: thưa chuyên gia, làm như thế nào để chàng trai của mình có thể lên đỉnh? Thưa chuyên gia, làm như thế nào để anh ấy có thể ấn tượng với cái kỹ năng thổi kèn của mình? Chính vì thế ngày hôm nay tôi làm cái video này để chia sẻ cho tất cả các bạn về cách thức cũng như là quá trình chuẩn bị và lâm trận như thế nào để đưa chàng trai của mình có thể lên đỉnh tốt nhất sau mỗi lần thổi kèn. Ok, let's go. Thổi kèn là gì? Thổi kèn là một động tác liếm mút trên thân dương vật được thực hiện bởi một người khác. Và sau mỗi lần liếm mút như thế thì bạn tình của chúng ta có thể rất là sung sướng và lên đỉnh và rất sẵn sàng có thể xuất tinh. Phương pháp này được thực hiện bởi hành động của một người phụ nữ có thể cúi xuống liếm và mút thân dương vật của nam giới và làm sao mà để cho ôm trọn vẹn được cái dương vật của người nam vào trong cổ họng. Nhưng bên cạnh đó có rất nhiều chị em phụ nữ có tâm sự với tôi rằng là họ rất là sợ cái khoảnh khắc cho dương vật vào cổ họng của họ, tại vì thứ nhất đó là mùi dương vật của nam giới không được thơm, nó có những cái mùi rất là hôi, rất là khắm, hoặc có những người tinh dịch rất là nồng, hoặc có những người cho quá sâu vào cổ họng làm cho họ rất là buồn nôn. Nhưng bên cạnh đó có những chị em rất là hào hứng, họ rất là hồ hởi, họ phấn khởi và họ chỉ muốn liếm, muốn mút và muốn cưng nựng của quý của chàng trai thôi. Còn đối với riêng tôi thì tôi rất là thích mỗi lần tôi oral sex với chồng của mình, tại vì nó chính là một bí kíp giúp vợ chồng tôi có thể hàn gắn hạnh phúc với nhau hơn, và nó chính là cái bí kíp giữ lửa hạnh phúc gia đình. Cảm giác busy và được busy sẽ như thế nào? Đầu tiên cái cảm giác người đàn ông mà khi được busy họ rất là sướng, cảm giác như họ được chinh phục ấy. Cái tại vì nơi đây là cái nơi mà mình quan hệ tình dục này, đây là nơi duy trì nòi giống và đây cũng là cái nơi mà mình hay xuất ra những cái thứ ở trong cơ thể mình ra. Nên có rất nhiều người đàn ông thì họ rất là ngại, tại vì đây cũng là nơi chúng ta hay đi tiểu đúng không? Và chỗ này nó không được sạch sẽ, tại vì là nó sẽ có mùi khai hoặc là mùi hôi, mùi khắm. Nhưng mà cảm giác mà được người mình yêu thương thật sự cho cái bộ phận sinh dục vào miệng của mình ấy, thì họ rất là hạnh phúc và họ nghĩ rằng cô ấy yêu mình thật sự và có thể sẵn sàng hy sinh tất cả vì mình và để làm cho mình sướng. Còn cái người ấy mà được busy ấy, thì ví dụ như tôi, mỗi lần mà tôi busy cho chồng tôi thì tôi thấy chỉ cần chồng tôi hạnh phúc thôi là tôi đã hạnh phúc rồi. Còn có một số chị em phụ nữ thì có thể chưa quen thì thấy rất là ghê tởm, nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta nên làm dần. Các bạn hãy nghĩ cái khoảnh khắc mà chồng mình hạnh phúc và hai vợ chồng mình sẽ có những cái khoảng thời gian tuyệt vời sau đó, thì các bạn sẽ vượt qua được cái nỗi sợ hãi này. Còn nếu các chị em mà cứ thấy ngại, cứ thấy sợ, cứ thấy hôi mà các chị em cứ có khoảng cách ấy, thì sau này các chị em không thể nào mà yêu thương chồng các chị em được, và chắc chắn là sẽ có người thứ ba chăm sóc chồng các bạn hộ các bạn rồi, đúng không? Bên cạnh đó, cái lợi ích của cái lúc mà chúng ta busy như thế này ấy, thì là sẽ có tác dụng, đó là giúp cho cái việc tránh thai ngoài ý muốn rất là tốt. Tại vì khi mà chúng ta quan hệ xâm nhập âm đạo với dương vật vào với nhau thì cái tỷ lệ có con rất là cao. Còn khi chúng ta busy bằng miệng oral sex thì giúp cho chúng ta có thể tránh thai tốt hơn, và bên cạnh đó thì giúp cho tránh những cái bệnh lây lan về đường tình dục tốt hơn. Nhưng mà các chị em nên nhớ vệ sinh vùng kín sạch sẽ, tại vì nó cũng có thể giúp cho các chị em bị bệnh sùi màu gà ở quanh miệng bất cứ lúc nào. Chuẩn bị cho việc busy đầy đê mê, vệ sinh sạch sẽ trước khi leo trận, đây là một điều chắc chắn không thể tránh khỏi rồi, tại vì là bạn không thể nào mà cho của quý của chồng mình vào trong cổ họng khi mà nó đang có mùi rất là kinh sau một ngày dài làm việc, hoặc là bạn không thể nào mà oral sex với chồng mình trong khi mồm các bạn vừa ăn bún đậu mắm tôm đúng không, hoặc là có những cái hơi thở không được thông tho phần lưỡi. Nên là để cho cái vấn đề lâm trận BG này được diễn ra tuyệt vời, hạnh phúc và lên đỉnh thì các bạn nên vệ sinh sạch sẽ ở cả nơi người tận hưởng và ở cả nơi người sẵn sàng cho đi. Lựa chọn trang phục sexy, đây là một bí quyết mà không phải chị em nào cũng biết điều đó. Với tôi, mỗi lần tôi quan hệ tình dục tôi có thể mặc nội y gọi là sáng bầu, rất là sexy, có lớp ren. Còn có một số bạn của tôi ý, thì họ hay mặc áo sơ mi trắng. Các bạn tưởng tượng không, mặc áo sơ mi trắng mà bên trong khẩn như không mặc gì cả thì nhìn rất là khêu gợi. Đấy, còn có một số chị em thì học mặc được kín nở hở thì gần như nam giới nhìn chỉ muốn họ là xé toang cái lớp vải ra thôi, chỉ muốn xâm lấn và chỉ muốn gọi là ăn con mồi thôi. Đây là cách mà các bạn ăn mặc trang phục cũng sẽ làm cho bạn tình của chúng ta muốn xâm chiếm, muốn xâm nhập và muốn gọi là xxx với bạn bất cứ lúc nào. Đừng nên kín đáo khi ở trên giường. Ở bên ngoài các bạn có thể là những người vợ nhẹ nhàng, lịch sự, tế nhị, nhưng ở trên giường thì bạn hơi nên gọi là lơi là một chút, nên sexy một chút và nên cuốn hút một chút thì bạn tình của bạn sẽ rất là lãng mạn. Có một lưu ý tôi muốn nhắc các bạn, đó là đàn ông ấy thì sở trường của họ đó là thích khám phá. Chính vì thế các bạn dù mặc áo ren hay là mặc đồ hở, nhưng mà đừng để hở quá, đừng để phô trương ra quá. Tại vì đàn ông họ thích được khơi gợi và họ thích được đi chinh chiến, nên là hãy để cho họ cởi mở, họ sẽ khám phá và chinh phục cơ thể của các bạn. Như thế cuộc yêu của các bạn sẽ hấp dẫn hơn.
còn hơn là bạn cứ phô ra quá, nhìn nó trần trụi quá thì họ cũng rất là hoang mang. Chăm sóc những điểm nhạy cảm của dương vật, tôi dám chắc với tất cả các bạn khi đang xem cái video này, không ai có đủ kiến thức trang bị khi mỗi lần quan hệ tình dục, đặc biệt là trong kỹ thuật BG như tôi. Và tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái bộ phận mà chúng ta cần chăm sóc mỗi lần chúng ta BG. Các bạn hãy tưởng tượng trên tay tôi, đó là gọi là sách toy của các bạn, được không ạ? Thì chúng ta sẽ chia thành 3 bộ phận. Đầu tiên đó là đầu dương vật này, sau đó là thân dương vật, và bên dưới đó là hai trái bóng. Việc đầu tiên các bạn hãy tập trung vào phần đầu dương vật, tại vì đây là cái nhiều dây thần kinh gọi là nhạy cảm nhất và sướng nhất ở đầu dương vật. Và bên cạnh đầu dương vật ấy, thì tôi hay nói là đầu khắc ấy, thì các bạn hãy chú ý phần thân dương vật. Thân dương vật ấy, thì nếu mà để quan hệ thì sẽ không sướng bằng ở đầu dương vật, tại vì chúng ta sẽ dùng chiếc lưỡi ẩm ướt của chúng ta đi chà sát mạnh ở chỗ phần đầu dương vật đó. Còn thân dương vật lúc đấy nó chỉ cương cứng và có những cái sợi gân nó nổi lên chằng chịt thôi. Còn cái quan trọng đó là hai quả bóng bên dưới này này các bạn ạ. Hai quả bóng bên dưới này gọi là cái bìu ấy, thì nó da nó rất là sần sùi và nó rất là xồ xì. Chính vì thế chúng ta phải có nghệ thuật ngậm, liếm, mút. Và cái đặc biệt nữa đó là phần kết nối giữa da của hai trái bóng với phần lỗ hậu. Đấy, tôi hay nói lỗ hậu cho nó tế nhị. Thì cái phần da đấy nó cực kỳ mỏng, mà chị em nào mà tinh tế và để ý thì các bạn chỉ cần liếm nhẹ, mút nhẹ và các bạn chỉ cần thở nhẹ thôi là chàng sẽ run rẩy lên rồi. Và bao nhiêu trong số các bạn đồng ý với tôi là tí nữa sau khi kết thúc cái video này, các bạn sẽ lôi chồng ra và các bạn sẽ áp dụng nào? BG thật cuồng nhiệt. Tôi muốn mách cho các bạn một cái bí kíp giúp cho cái quá trình BG nó lên đỉnh tuyệt vời hơn, đó là các bạn đừng tưởng tượng đấy là dương vật của người nam giới hay là dương vật của chồng mình nhé. Nếu các bạn tưởng tượng như thế thì các bạn không thể nào có một cái cuộc yêu hoàn hảo được, mà các bạn hãy tưởng tượng đấy là một que kem. Hãy tưởng tượng đi, đúng không? Cái que kem nó ngọt, nó mát, nó lạnh, nó thơm, mà mình muốn mút nó như thế nào, các bạn hãy tưởng tượng như thế thôi, thì chiếc lưỡi của các bạn sẽ biết đưa đẩy, và cái cảm giác bạn sẽ gọi là tê, phê và nghiện. Và từng cái hơi thở của bạn thở ra nó sẽ là làm cho cái giai điệu ân ái và làm cho cái dây thần kinh ở mỗi cái đầu dương vật nó sẽ run lên sung sướng. Còn nếu bạn nghĩ đây là cái dương vật mà vừa mới đi tè xong, vừa đi tiểu xong, hay là vừa làm gì đó xong còn chưa kịp rửa các thứ, thì nó rất là tởm, đúng không? Và bây giờ không để cho các bạn chờ lâu hơn nữa, tôi sẽ ví dụ minh họa cho các bạn. Đầu tiên đó là các bạn sẽ cởi từng lớp quần của chồng mình ra này. Sau khi mà chúng ta cầm nắm, các bạn nên cầm nắm từ thân dương vật dưới gốc dương vật lên nhé. Đừng ai cầm bên trên xuống mà hãy cầm từ dưới lên. Cầm từ dưới lên, các bạn hãy sự kết hợp thứ nhất đó là đôi môi, thứ hai đó là đôi tay, và thứ ba đó là chiếc lưỡi. Đây là ba vũ khí cực kỳ lợi hại, khiến cho chàng trai có thể run bắn người và có thể xuất tinh bất cứ lúc nào. Các chị em chú ý nhé, cầm từ bên dưới dương vật lên này, cầm nắm nhẹ nhẹ đó. Và mỗi lần quan hệ hoặc mỗi lần BG thì tôi đều có một động tác, đó là tôi hôn nhẹ vào cái đoạn đầu khắc. Các chị em chú ý này, hôn nhẹ vào đầu khắc, và trước khi hôn ấy, hãy lấy lưỡi của mình liếm làm sao mà môi của mình thật ẩm ướt và thật mềm mại. Mùa đông mùa hanh khô rồi mà môi nứt toác ra, các bạn thơm chụt một phát vào thì đầu khắc nó rất là đau, rất là xót, các bạn hiểu không? Tại vì môi của chúng ta bị nẻ nên làm cho chỗ này thật ẩm ướt vào và chúng ta thơm nhẹ nhàng thôi, và cảm giác chồng mình được nâng niu dã man luôn. Các bạn hãy tưởng tượng cái chiêu này xem, tôi đã luôn luôn áp dụng với chồng tôi. Và sau khi chúng ta thơm nhẹ nhàng vào cái đoạn đầu khắc thì bắt đầu tay phải của chúng ta hay vuốt xuống, các bạn tưởng tượng này, vuốt xuống, và tay trái của chúng ta hay vuốt về trái bóng. Đấy, làm sao cho nó thật to, thật dài và cương cứng lại. Sau khi to dài cương cứng thì chúng ta mới lấy chiếc lưỡi của chúng ta liếm từ dưới lên trên, liếm từ trên xuống dưới. Và có hai chi tiết liếm mà các bạn phải rõ và tinh tế. Thứ nhất đó là liếm hình zig zag, và thứ hai liếm hình chôn ốc, xoắn ốc. Và tôi cam kết với tất cả các bạn là chàng trai nào cũng sẽ run và gọi là hét lên sung sướng mỗi khi các bạn áp dụng cái công thức này. Hãy thực hành theo tôi nhé. Các bạn hãy tưởng tượng đây là dương vật của bạn tình, và chúng ta sẽ chia thành 3 khu vực. Đây là đoạn đầu khắc, đó, bên dưới đây là thân dương vật, và bên dưới đây là hai trái bóng. Ok chưa nào? Thì đoạn đầu ấy, thay vì chúng ta mút gọi là hùng hục ấy, thì chúng ta đầu tiên là chúng ta hay lấy cái ngón tay, tôi hay lấy ngón tay của tôi chấm một tí vào lưỡi cho nó mềm, và các bạn hãy gọi là dập vào đây để cho cái dương vật của nam giới bắt đầu quen dần với cái sự có mặt của cơ thể bạn, các bạn hiểu chưa? Đó, và tôi hay nâng niu cái dương vật của chồng tôi, và tôi hay thơm chuột nhẹ nhàng. Đấy, cảm giác nó yêu lắm các bạn ạ. Khi mà thơm như thế thì người bạn tình sẽ có cái cảm giác được nâng niu, và sau đó một tay của các bạn này, giống như tay phải này, các bạn sẽ vuốt lên, vuốt xuống như thế này để cho nó cương cứng. Còn tay trái các bạn, đây,
tay trái các bạn sẽ vuốt hai hòn bi ở bên dưới này, và sau đó các bạn hãy liếm một đường dọc dài từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Các bạn quan sát cách tôi làm nhé. Khi các bạn liếm ấy, việc đầu tiên các bạn phải để cho lưỡi các bạn cực kỳ ẩm ướt và đôi môi của các bạn cực kỳ ẩm ướt để cho nó giao thoa, nó massage rất là thích, tại vì đây là chúng ta đang massage mà. Và các bạn liếm, các bạn đừng để lưỡi kiểu dọc và mà các bạn hãy để lưỡi kiểu bẹt mà tôi hay nói mọi lần đấy, đúng không? Đây các bạn hãy nhìn tôi này, liếm từ từ nhẹ nhàng thôi. Đây là một kiểu liếm thứ nhất, bạn có thể liếm lên trên hoặc có thể liếm xuống dưới. Kiểu liếm thứ hai đó là liếm hình zig zag. Cái kiểu liếm này thì gần như không ai có thể biết và đàn ông lại rất thích kiểu này. Các bạn hãy tưởng tượng không? Đấy, và mỗi lần như thế thì tay chồng chúng ta gọi là sẽ bắn run lên. Còn liếm kiểu thứ ba là cái liếm tôi nói là kiểu chôn ốc này, là gần như là họ sẽ gần như hét lên sung sướng rồi. Đấy, và khi mà liếm xong cái lần thứ ba thì bạn hãy ngậm vào đoạn đầu khóc của nam giới của chồng mình và các bạn hãy chụt một gọi là một nụ hôn cực kỳ yêu để cho chồng mình có thể tưởng tượng rằng mình đang gọi là đang ăn kem, đang liếm kem, nó rất là ngon lành, các bạn tưởng tượng được không? Và sau khi mà đã làm ẩm ướt được toàn bộ dương vật rồi ấy, thì bạn hãy lấy cái tay còn lại của các bạn ấy, có thể là lật qua lật lại và các bạn có thể liếm vòng quanh hoặc các bạn có thể để nghiêng ở một góc 45 độ, lấy đôi môi của các bạn mút qua trà lại, có thể áp dụng theo tư thế của tôi. Đó mẹ là sẽ có rất là nhiều cách để các bạn có thể áp dụng. Các bạn cùng thực hành theo cái tư thế này của tôi và cùng comment xuống bên dưới nhé. Vừa qua tôi đã chia sẻ cho tất cả các chị em những kiến thức, đó là BG thủy kèn là gì này, những trang phục lựa chọn khi lâm trận như thế nào này, và đặc biệt là cái kỹ năng dùng chiếc lưỡi của mình để vuốt lên vuốt xuống theo hình chôn ốc và zig zag để cho chàng có thể lên TP làm sao này. Tất cả những kiến thức này gọi mới là khởi điểm thôi, các bạn hiểu không? Còn phần lâm trận ấy cực kỳ hay ho, tôi sẽ để ở video tiếp theo. Và tôi có một lưu ý muốn gửi cho tất cả các bạn, đó là khi mà chúng ta dùng lưỡi, chúng ta liếm, chúng ta mút và chúng ta hôn ấy, thì các bạn phải lưu ý đó là răng. Các bạn đừng để răng các bạn chạm vào cậu nhỏ, nó sẽ làm cho rất là đau. Và đặc biệt những ai mà đang niềng răng thì lại phải càng chú ý, tại vì là cái sắt như thế có thể là nó sẽ cắn hoặc có thể là nó sẽ kẹp vào lông và nó kẹp vào thịt làm cho bạn tình cũng rất là đau đớn. Các chị em chú ý nha.